Xin chào toàn thể quý anh chị em đã quay trở lại với video của đồng hồ dự định. Tiếp tục trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trên tay với một mẫu sản phẩm đến từ thương hiệu Seiko và đây là một cái phiên bản uh, dòng mới của Seiko thì nó sẽ được trang bị với cái đầu máy 4R trở lên. Uh, hay anh em thấy gọi là một cái dòng Seiko Sport với một cái logo của chữ S nằm ngang và hiện tại thì phiên bản này dự định cũng có săn về được cho các bác với một chiếc máy lướt qua sử dụng. Tuy nhiên thì tình trạng còn siêu đẹp đối với một cái dòng Seiko Sport. À, với cỗ máy này thì chúng ta sẽ có một vài cái ưu điểm và nó sẽ có một cái sự uh, nam tính rất là khỏe khoắn cho các bác trên một cái dòng máy Seiko của đầu máy 4 r 36 Thì uh, với cỗ máy này các bác sẽ có một cái phiên bản dòng thể thao, size mặt thì cũng khá là dễ chơi cho các bác nếu có chu vi của tay trong khoảng uh, 16. Quanh quanh 16 năm bác chơi chiếc này thì cực kỳ đẹp và hợp lý. Và em xin phép lên tay với cổ tay 16 của dưới định ở tay phải. Chiếc này thì nó đi kèm với một bộ uh, dây thép lưới hay anh em có thể gọi là bộ dây mét. Uh, thì nó giúp cho chúng ta chống thông hút mồ hôi cực kỳ tốt. Và nó có một cái sự êm ái và mềm mại khi mà bác lên tay cái bộ dây này. Và nó cũng có được thiết kế là một cái bộ dây thép không gì Không bao giờ lo cái vấn đề là chúng ta sẽ có uh, oxy hóa hay là xỉn hay là có cái vấn đề gì trên cái bộ dây này cả nên em hoàn toàn yên tâm sở hữu cái cỗ máy này chúng ta đang có một bộ dây hoàn toàn là thép không gì và nó là một bộ dây thép lưới đeo lên tay nó rất là mềm mại và sáng tay và hiện tại thì chiếc này sẽ có tình trạng của sản phẩm là đầy đủ hộp sổ cũng như là những giấy tờ đi kèm cho các bác có thể yên tâm sử dụng chiếc này thì một là phiên bản máy lướt qua sử dụng tuy nhiên tình trạng còn rất là đẹp với mã sản phẩm là SBSA017 mức giá thì thêm là 41.800 yên à, và chúng ta sẽ có mã của đồng hồ dự định là D168 với xe mặt là 42 và mức giá của bên em đang có cho chiếc này là 3 triệu 950 ngàn với một chiếc máy lướt qua sử dụng còn đầy đủ hồ sổ và thẻ bảo hành của chiếc này tại thị trường Nhật Bản à, và với một cỗ máy của dòng Seiko SBSA các bác sẽ có một cỗ máy đời cao và cụ thể hơn thì chúng ta có thể chiêm ngưỡng cỗ máy ở mặt sau với một cái đầu máy của sản phẩm là 4r36 với 24 chân kính và tần số dao động là 21.600 độ uh, chữ có tối đa là 40 giờ và chúng ta sẽ có khả năng kháng nước của chiếc này là 13 rất là cao mà sau thì cũng còn một cái thiết kế đáy hở rất là tiện lợi cho anh em có thể theo dõi giờ và uh, theo dõi cỗ máy ở mặt sau còn uh, về tổng quan thiết kế cũng như là về màu mặt số của chiếc này sẽ có là mặt màu xám khói các bác nhá mặt trước này là mặt màu xám khói và đi kèm với một cái vòng benzo đó vòng benzen chúng ta sẽ có cái vòng benzen này xoay theo cái chiều uh, trên này thì sẽ xoay theo chiều ngược chiều kim đồng hồ các bác nhé đó xoay ngược chiều kim đồng hồ như thế này thì hiện tại thì uh, duy định đang đeo găng tay nó hơi trơn một chút và chúng ta sẽ có một thiết kế có dạ quang cực kỳ đẹp và rất là bắt sáng với phiên bản được phủ dạ quang toàn bộ trên cọc số cũng như là phần ba kim đều có dạ quang và cái dòng sport này dạ quang siêu sáng cho các bác còn về phần uh, viền benzo của chúng ta sẽ có một cái tông màu đen còn lại thì thân vỏ sẽ được hoàn thiện bằng thép không gì chúng ta có độ mới của chiếc này thì khoảng 98 phần về thân vỏ thì rất là mới các bác nhé chưa có những cái vết sức lớn nào ở trên thân vỏ này cả nên em hoàn toàn yên tâm sở hữu cái cỗ máy này chúng ta có một cỗ máy đẹp như máy mới Uh, rất là tiết kiệm đối với cái dòng máy nước và về cỗ khóa của chúng ta có một vài vết sức giam nhỏ. Còn thực sự thì với cỗ máy tổng quan thân vỏ, uh, tình trạng của sản phẩm một chiếc này thì khoảng 98% rất là đẹp. Và chúng ta đang có trang bị một bộ cánh hardlack đến từ nhà Seiko chống vai độc khá tốt và cũng có độ trong rất là cao. Hiện tại thì bản này sẽ có đủ 3 kim, hai ô lịch ở góc 3 giờ có cả lịch ngày và thứ và chúng ta sẽ có một cỗ máy được sử dụng tại thị trường Nhật nội địa với góc 6 giờ sẽ có dòng chữ Made in Japan cỗ máy được sản xuất và lắp ráp hoàn toàn tại thị trường Nhật Bản và chiếc này thì máy mới uh, với cái mức giá máy mới các bác mua tại thị trường Việt Nam hoặc là tại thị trường Nhật Bản thì cũng có mức giá khá cao ở uh, đâu đó quanh quanh khoảng 10 triệu hơn một chút thì đối với máy nước các bác sở hữu chiếc này thì có mức giá hiện tại nó chỉ còn 3 triệu 950 ngàn thì đây là mức giá cũng khá là tiết kiệm và đầy đủ hộp sổ cũng như là đầy đủ cái chế độ bảo hành dành cho sản phẩm máy lướt anh em yên tâm tuyệt đối và với cỗ máy này anh em quan tâm thì có thể liên hệ với dự định qua số hotline để được tư vấn hỗ trợ và đặt hàng với một cỗ máy lướt qua sử dụng tuy nhiên tình trạng còn rất là đẹp cảm ơn toàn thể quý vị và các bác đã bớt chút thời gian theo dõi video này sau đây thì em xin khép lại video tại đây xin chào và hẹn gặp lại